Hello, xin chào mọi người. Hôm nay sẽ là một clip tiếp theo và hôm nay sẽ là một cái phần so tài đặc biệt của team Kun Siêu Phà bên mình. Đó là thủ môn Hoành Huỳnh. Và bên này là thủ môn Nick. Vâng, Nick thì trông rất là to con lực lưỡng. Và hôm nay thì sẽ có 3 người sút bóng, đó là Long Thổ, Warren và Phúc. Và chúng ta hãy cùng xem là thủ môn nào sẽ chiến thắng nha. Sẵn sàng chưa mọi người? 1, 2, 3, sẵn sàng. Ở game 1 này chúng ta sẽ có tất cả là 6 lượt sút. Và mỗi thủ môn sẽ bắt 6 lần mọi người nha. Và chúng ta cùng chờ xem là ai sẽ bắt được nhiều hơn ở cự ly sút phạt 25m này. Nói chung là hai anh em này sút giỏi lắm, còn mình sút kém. Nhưng mình không sao, mình sẽ cố hết sức mọi người nhá. Ok, lượt bắt đầu tiên của Hoành Huỳnh. Let's go. Hoành Huỳnh và Long Thổ. Một phát đấm bóng rồi đó là. Không biết là style gì nữa. Lượt sút của Warren. Warren và Hoành Huỳnh. Một sút phải nói là không thể cản phá đến từ Warren. Bắt bài à? Như vậy là sau hai lượt sút thì Huỳnh đã để thủng lưới một quả mọi người nhá. Còn bây giờ sẽ là pha ghi bàn của Đỗ Kim Phúc. Các bạn cùng chờ xem. Ôi trời ơi, nhẹ quá mọi người ơi. Ok, như vậy là sau lượt 1, round 1 thì là Huỳnh bắt được 2 quả. Và bây giờ sẽ là phần bắt bóng của Nick. Lượt sút đầu tiên của Long Thổ và Nick. Long Thổ và Nick. Như vậy là một cái sút mà khá đáng tiếc. Như vậy là có một chút tiếc nuối đến từ Long Thổ. Bóng đã bị cuộn ra phía bên ngoài. Tiếp theo sẽ là lượt sút của Warren. Thôi ơi, oh my god. Trời ơi. Như vậy là bóng trúng xà ngang mà chưa vào. Như vậy là hai quả chưa đã vào. Thôi lại để Phúc đặt tay. Mọi người thấy chưa? Mình sút cực kỳ khỏe luôn. Đổ cả hàng rào luôn. Long Thổ và Huỳnh, lần thứ 2. Ok. Xuất sắc. Mình cảm ơn. Chào mẹ. Đấy, cùng chờ xem lượt sút thứ 2 của Warren với Hoành Huỳnh. Lượt sút thứ 2 của Warren, bắt đầu. Warren và Hoành Huỳnh. Shut down. Ông này là bắt chiếc tôi rồi. Đấy là mình đá ông kia là bây giờ thổ cái này rồi. Đấy. Lần cuối cùng này thì mình sẽ ghi bàn mọi người nhé. Bây giờ mình chưa ghi bàn nào. Cái gì? Huỳnh như bảo là mình không có tuổi mọi người ạ. Cay đấy nhở? Cay. Cay quá nhở? Cay quá. Trời ơi. Cay. Tôi nghĩ là quá xuất phạt của Warren thôi mọi người ạ. Xuất phạt kém quá. Ok, và bây giờ sẽ là 3 lượt bắt của Nick. Và như vậy vừa xong thì Hoành Huỳnh xuất sắc cả được cả 3 quả. Ok. Siêu phẩm của Long Thổ. Sút thì thế thì đúng à. Quá khó cho Nick. Warren ba. Bắt dính luôn. Trời ơi, bắt dính luôn mọi người ơi. Bắt dính luôn. Đồ đồ đi anh. Đồ 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 đi anh. Trời ơi, bắt chim. Tôi thấy là không thể gọi mọi người. Ok, như vậy là tỷ số đang là hòa và chúng ta sẽ chơi thêm một cái round phụ mọi người nhé. Và bây giờ cứ một quả tính là vào là thua luôn mọi người ạ. Ok. Xong luôn rồi nhỉ? Xong luôn rồi nhỉ ơi kìa. Ok.
sổ vào thôi. Không vào. Hoài Huỳnh, you are the man. Hoài Huỳnh, quay luôn đi kìa. Qua đây mà, quay là vào lít thua nhá. Qua đây mà vào lít thua game này này. Oh, trời ơi. Như vậy là cột dọc đã cứu nguy cho Nick. Anh cứ từ đi. Huỳnh là hên đấy mọi người ạ. Gặp mình là chỉ có thua thôi. Thôi mình không đùa đấy mọi người ạ. Bây giờ đã đùa hơi nhiều rồi. Ô. Oh. Oh. Yeah. Yeah. Hãy cùng chờ xem, hãy cùng chờ xem. Who win game này, who win game này. Oh, ok. Ok, nhưng mà game đấu đầu tiên này thì Nick đã chiến thắng Hoàng Huỳnh. Ok, và bây giờ sẽ là ba lượt sút của Huỳnh và Nick. Hoàng Huỳnh vs Nick. Sút đầu tiên. Oh, yeah. Trời ơi! Em lừa được rồi. Ok, lượt sút của Nick và Hoàng Huỳnh. Nick và Hoàng Huỳnh. Wow! Một sút rất căng, bóng đi rất thẳng. Một cú siêu pha Hoàng Huỳnh và thủ môn Nick. Ây da, ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da rất đẹp. Nick sẽ lấy đà như nào đây? Vâng. Bà lên ca. Nào, Nick sẽ làm gì đây? Nick sẽ làm gì đây? Nick sẽ làm gì? Ôi trời ơi. Lượt sút thứ 3 của Hoàng Huỳnh. Thế này gọi là Paraka có mà sống lại chứ không thể tin nổi lắm. Thứ ba của Nick. Pass it in bro, pass it in. Nick sẽ làm gì đây? Make a soft one, get a power run. Nick và... Oh. Ok, như vậy là hai anh em này khi xuống ra ngoài và tiếp xúc vào sáng ngang và... Ok, như vậy là rất sân đúng. Ở game cuối rồi thì ai mà cả phá được 3 quả trước thì sẽ là người chiến thắng. Ok, ok. Ok, và lượt sút đầu tiên sẽ là của Warren. Ok, Warren và Hoàng Huỳnh. Warren và Hoàng Huỳnh. Oh, rất nhẹ nhưng mà không thể bắt được. Lượt sút của Long Thổ. Và như vậy là một pha bay người nhưng mà đúng là cú sút vào xong thì không thể đặt phá được. Đặt phá đấy. Đặt phá cũng được rồi. Chắc chắn là quả này mình sẽ đá vào mọi người nhá. Ôi, thầy đấy rồi. Sút. Tiếp theo là Warren, Warren Vanis. Ui, ui, chắc một bước thì đã sai cả đời rồi. Ok, và tiếp theo sẽ là lượt sút của Long Thổ. Long Thổ vào Hoàng Huỳnh. Long Thổ vào. Ôi dồi ôi. Tôi nghĩ là bắt được 3 quả là lâu lắm đấy. Như vậy là vừa xong, Nick nói là em có thể bắt được quả của Hoàng Phúc. Ok em. Bắt được. Yes. Cái chân kìa. Nãy chỉ nói là chậm một bước. Bây giờ là cái chân. Lại là Warren. Ai sẽ có được 3 quả đây? Tôi nghĩ là đến. Ok, như vậy là hơi bắt đầu quả rồi. Em thấy là phần sàn chậm không? Ok. Ok, như vậy là Huỳnh đã bắt đầu quả rồi. Và bây giờ người tâm lý hơn này là Nick. Người tâm lý hơn này là Nick. Next và Long Thổ. Oh my god.
và lừa bóng của nó là rất hay, đến từ vị trí của Long Cổ và có bắt được rồi. Quá. Mày ngồi như thế, chớp mắt, chớp vào mắt luôn này. Mày nhắm con mắt à? Ờ. Lại là Warren. Oh no. 50 em ơi, mắt của này 50. Ôi ngay 50. Từ anh Long Thổ. Anh Long Thổ trả tiền nhá, đúng không? À, như vậy tổng kết lại là sau 3 phần thi thì là anh Nick đã thắng với tỷ số là 2-1, đúng không? Huỳnh thấy sao về phần chơi ngày hôm nay? Rất hay đúng không? Còn điều gì nữa không? Anh Warren sút hay. Long Thổ sút quá cao. Ok, chúng ta đã tuyệt vời, team mình tuyệt vời quá rồi. Một, anh em đâu rồi? 1, 2, 3, yes!